Bốn câu chuyện nhân quả hay nhất khiến người đời tỉnh ngộ. Kính thưa quý vị, người tự sát trước đó có thể cứ nghĩ rằng chết là hết, sẽ giải thoát được cho bản thân. Nhưng sự thật thì họ là đang tạo thành những tội vô tận cho chính bản thân mình. Muôn đời muôn kiếp cũng không trả hết. Lời Phật dạy, câu chuyện thứ nhất, trả hết nợ rồi hãy đi. Có một hòa thượng đã cứu sống một người tự sát. Người đó từ từ tỉnh lại, nói với vị hòa thượng rằng: cảm tạ đại sư, nhưng ngài không cần thiết phải tốn hơi sức để cứu tôi làm gì. Tôi đã hạ quyết tâm là sẽ không sống tiếp nữa. Hôm nay không chết, ngày mai tôi cũng lại tự kết liễu đời mình thôi. Hòa thượng thở dài một hồi rồi nói: tôi thật sự là không thể nào ngăn cản cậu được, nhưng tôi muốn hỏi thử, những gì cậu nợ đã trả hết hay chưa? Người kia cảm thấy rất kinh ngạc và hỏi rằng: nhà tôi tuy gia cảnh không lấy gì làm khá giả, nhưng vẫn ấm no không thiếu thốn. Hơn nữa trước giờ chưa từng thiếu nợ ai cả. Vị hòa thượng chậm rãi nói: hình hài của cậu là mượn từ ba mẹ, vậy cậu đã mắc nợ ba mẹ cậu. Hết thảy mọi thứ cậu ăn, cậu mặc đều là vay mượn từ thiên nhiên, vậy cậu đã mắc nợ đối với thiên hạ. Tri thức cũng như trí huệ của cậu là được vay mượn từ thầy, vậy đã mắc nợ người thầy của cậu. Những món nợ mà con người ta thiếu, giống như loại này ngay tại kiếp này đây, quả thật là quá nhiều. Cậu đều đã trả hết chưa? Người kia nghe xong giật mình hoảng hốt nói: nếu nói như vậy, tôi quả thật đã mắc nợ rồi, nhưng tôi không biết phải trả như thế nào. Hòa thượng mỉm cười nói: đâu nào có khó gì, chỉ hai chữ thôi đã đủ rồi. Người đó ngẩn ra, miệng nhanh nói: cúi xin đại sư chỉ điểm. Hòa thượng lại mỉm cười rồi nói: hai chữ chân quý mà thôi. Người đó suy nghĩ một hồi, bái lạy vị hòa thượng rồi quay mình ra khỏi cửa chùa, tinh thần phấn chấn mà đi. Câu chuyện thứ hai, sau khi tự sát sẽ phải đọa xuống địa ngục. Vào tháng 5 năm thứ 7 Khang Hy, Trương Đại, người Trấn Giang, Dương Châu, mắc bệnh nặng và qua đời. Sau đó gặp được Diêm Vương. Diêm Vương nói: bắt nhầm người rồi. Nếu ông đã tới đây rồi, nhân tiện phiền ông giúp ta gửi một bức thư đến dương gian vậy. Thế là ông được quỷ tốt dẫn tới tham quan một thành phố. Trên tấm biển treo ở cửa thành có viết hai chữ: chết oan. Ông nhìn thấy rất nhiều hồn ma kéo theo cái lưỡi dài hơn một tấc, tự nhận là quỷ chết treo. Mỗi ngày tới một thời điểm nhất định, quỷ chết treo cần phải nếm trải cái khổ bị treo cổ lần nữa. Sau đó Trương Đại lại nhìn thấy rất nhiều hồn ma khác, thân thể sưng phù, áo quần ướt sũng, tự xưng là quỷ nhảy sông tự vẫn. Còn một số hồn ma, kẻ thì không đầu, kẻ thì đứt họng, kẻ thì thất khiếu, chảy máu, tự nhận là những người đời trước tự sát, uống thuốc độc mà chết. Họ mỗi ngày vào giờ quy định phải dựa theo cách chết đời trước mà biểu diễn lại một lần, thật là thống khổ vạn phần. Những hồn ma đó muôn lời như một, nói rằng: chúng tôi lúc còn sống đều cho rằng hễ chết là hết, thật không ngờ rằng sau khi chết thân lại thống khổ đến thế này, thật sự có hối cũng không kịp nữa rồi. Trương Đại hỏi: những hồn ma đó đến khi nào thì mới có thể được đầu thai làm người đây? Quỷ tốt nói: không thể nữa rồi. Nói chung hồn ma người tự sát được chuyển sinh làm người trước điện Diêm La Vương là vô cùng ít ỏi, thân người khó được, vậy mà không biết chân quý lại còn tìm đến cái chết. Những người này tại âm gian đã cô phụ tấm lòng của Diêm Vương, vì ông lúc nào cũng khích lệ họ làm người tốt tại nhân gian, dù khi sống trên thế gian lại cô phụ công dưỡng dục to lớn của cha mẹ. Huống hồ một người tự sát sau đó sẽ khiến người nhà trên xương thế đau khổ, thật là hại người không nhẹ. Sau đó Diêm Vương ghét nhất là loại người này, phán họ vào đường súc sinh, không được chuyển sinh làm người. Xem xong cảnh này, ông trở về báo lại với Diêm Vương. Diêm Vương nói: khi ông về đến nhân gian
hãy đem những lời này mà nói rõ với người đời. Sau đó Diêm Vương lớn tiếng vỗ mạnh vào bàn. Trương Đại mới giật mình tỉnh dậy. Câu chuyện thứ ba, người tự sát dễ chưa mời quỷ chết oan đến làm người thay thế. Tại nông trang nọ, có một đôi vợ chồng tá điền họ Triệu. Hai vợ chồng sống với nhau rất hòa thuận. Một ngày kia, người vợ nghe nói ông chồng có tình nhân bên ngoài, cũng không biết là thật hay giả. Bà vợ tính khí vốn điềm đạm dịu dàng, bởi vậy nên cũng không làm ầm ĩ như người ta. Chỉ nói đùa với chồng rằng, nếu như chàng không yêu thiếp mà lại đi yêu con hồ ly tinh kia, vậy thì thiếp sẽ trao cổ tự sát cho chàng xem. Ngày hôm sau, trong khi người vợ đang ở ngoài đồng ruộng, gặp được một thầy đồng. Ông thầy đồng này có cặp mắt âm dương, có thể nhìn thấy ma quỷ ở cõi âm bên kia. Nhìn thấy bà, ông kinh hãi la lên, sau lưng bà sao lại có một con quỷ chết treo bám theo vậy. Lúc này bà mới hay rằng, ngay cả những lời nói đùa trong lúc nói chuyện thì ma quỷ cũng đều nghe thấy được. Phàm là những ai tự sát nhất định phải tìm được người thay thế mới được có thể đầu thai chuyển sinh. Cũng không biết được vì sao cõi âm gian lại quy định như vậy. Có thể là vì chán ghét những người tự sát kia, vậy nên không để họ có được sinh mệnh mới một cách mau chóng. Cũng là để cho con người thế gian sau khi biết được thì không còn dám tùy tiện tự sát nữa. Câu chuyện thứ tư. Còn có một câu chuyện nói về một người họ Nhiếp đi vào núi sâu để tảo mộ. Trên đường về nhà, vì là mùa đông, đêm dài ngày ngắn, chẳng mấy chốc thì trời đã tối. Ông sợ trong núi có cọp beo theo sau, liền chạy thục mạng xuống núi. Sau đó nhìn thấy ở lưng chừng núi có một ngôi miếu hoang. Ông vội vàng chạy vào trong miếu. Lúc này thì trời cũng hoàn toàn tối hẳn rồi. Thế là liền ở tạm nơi này một đêm. Bỗng nghe thấy góc tường có tiếng người nói, đây không phải là nơi dành người ở, ông hãy mau chóng rời khỏi nơi đây ngay. Họ Nhiếp hỏi ông ta cớ sao lại ở nơi tối tăm như vậy, thì người kia trả lời, tôi là con quỷ chết treo, ở đây vốn để đợi người thay thế. Họ Nhiếp nghe xong liền rợn cả tóc gáy, vô cùng sợ hãi. Sau đó liền nói, nếu như bây giờ ra ngoài chẳng may bị cọp beo ăn thịt thì sao, thà rằng bị quỷ hại chết, vậy tôi ở cùng với ông vậy. Hồn ma nói, không đi cũng được, nhưng mà âm dương vốn dĩ không chung đường lối, ông không chịu được sự xâm nhiễm của âm khí, tôi cũng không chịu được dương khí, cả hai đều sẽ không được an định, vậy chúng ta mỗi người ở một góc, không tới gần nhau là được rồi. Sau đó họ Nhiếp hỏi hồn ma rằng, tại sao cần phải tìm người thay thế? Hồn ma nói, ông trời có đức hiếu sinh, vốn không mong muốn con người tự sát, tựa như trung thần chết vì đất nước, liệt nữ chết vì chồng, tuy đều là tự sát nhưng không cần phải tìm người thế thân. Còn những người bị hoàn cảnh bức bách đến đường cùng, đã không còn đường để sống nữa, ông trời cũng sẽ niệm tình họ rơi vào cảnh bất đắc dĩ. Thế là dựa vào những việc thiện ác của họ làm lúc còn sống mà để họ đi đầu thai, cũng không cần tìm người thay thế. Nếu vẫn còn có con đường sống, hoặc vì chút chuyện bất bình liền không chịu nổi, hoặc muốn mượn điều này để liên lụy người khác, liền khinh suất mà tìm đến cái chết,